Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm hướng dẫn tiếp một cái video về làm sao để thuê nhà ở dài hạn ở Slovakia. Thì ở video lần trước mình có nói qua về cách thuê nhà ngắn hạn sử dụng Airbnb. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu một trang web để giúp cho tất cả bạn có thể tìm được căn nhà ở dài hạn ở Slovakia một cách dễ dàng. Thì ở video hôm qua mình có chia sẻ là về cái link How to move to Slovakia. Thì trong này nó họ để một cái rất nhiều trang web để chúng ta tìm bất động sản phù hợp để chúng ta thuê. Thì trong đó trang web đầu tiên mà mình sử dụng nhiều nhất và tiện lợi nhất và luôn luôn có update nhiều căn nhà mới nhất liên tục thì trang web này ha. Này dịch ra thì có nghĩa là để qua thôi cái từ này có nghĩa là trong tiếng dịch ra có thể là bất động sản hay là cái gì để mình xem là còn trước mình có dịch lần rồi. Từ nó hơi dài khó nhớ một chút ha. Bất động sản đó, từ đó là từ bất động sản luôn á, đó là cái bất động sản. Mình để cái này link này để cho mình hướng dẫn có mẫu về tin nhắn của mình, lát mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Rồi trong web này là tên là bất động sản.sk đó, Nenut Nosti đó. Rồi thì phần lớn mình sẽ tìm tất cả bất động sản của chúng ta ở tất cả khu vực mà chúng ta dự định ở thì đều nằm ở trên đây. Để mà chúng ta tìm dễ dàng thì chúng ta phải translate ngôn ngữ này sang ngôn ngữ tiếng Việt. Chứ nếu tôi để dạy chúng ta sẽ khó, rất khó hiểu ha. Vì thế trên trên các thanh công cụ của trên nhiều web luôn luôn có nút translate. Chúng ta chọn sang tiếng Việt ha. Khi chúng ta chọn sang tiếng Việt thì chúng ta dễ dàng chúng ta lướt qua, chúng ta đã hiểu được những ý chính ở trên cùng. Ở những cái tựa đề nó dịch ra những cái thế này dễ dàng ha. Đó, chúng ta rất là rất nhiều mua nhà cũng từ đây mà cho thuê nhà cũng từ đây, thuê nhà cũng từ đây và mua nhà cũng từ đây luôn. Thì chúng ta sau khi chúng ta tìm đã được ở vị trí ở ngắn hạn và chúng ta khảo sát được một vị trí ở dài hạn rồi thì chúng ta sẽ tính tới chuyện là sẽ tìm một nơi ở dài hạn ở vùng đó. Thì ở đây rất là nhiều ha. Chúng ta có thể chọn mới lời đầu tiên mà lần đầu tiên mà chúng ta qua đây thì chúng ta sẽ chọn một cái nơi ở ở trung tâm cho nó tiện cho việc con nhỏ đi học, rồi tiện cho nhiều thứ đi lại hoặc là làm việc của chúng ta. Khi chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, đi lại nó dễ dàng hơn rồi, xe cộ thông thạo hết rồi thì chúng ta có thể ở xa ra. Ở xa ra thì chúng ta có thể thuê ở nhà dorm. Nhà dorm là nhà căn hộ, nhà phố á. Ở Việt Nam là nhà phố, ở đây là người ta là nhà dorm. Còn ở đây á, thì người ta sẽ nhà bít. Nhà bít có nghĩa là nhà chung cư. Đó, nhà bít. Nhà là nhà chung cư ha, các bạn để ý cái mẹo đó. Và một quan trọng nữa là ở đây cái chuẩn của họ là căn hộ 3 phòng ngủ thì trong đó một phòng ngủ là phòng khách. Phòng khách là phòng ngủ luôn ha. Tại vì ở phòng khách họ có một cái sofa có thể nằm được, kéo ra nằm được, ngủ được nên người ta hay dùng là phòng khách là một phòng ngủ luôn. Nên các bạn để ý, nếu các bạn chọn là căn hộ 2 phòng ngủ thì chúng ta chỉ có một phòng ngủ riêng biệt và một phòng khách là phòng ngủ. Tìm một số người có số người đặc biệt có thể người châu Á hay người khác người ta đăng thì người ta 2 phòng ngủ là 2 phòng ngủ riêng biệt, họ sẽ để rõ ràng luôn 2 phòng ngủ riêng biệt. Còn nếu họ không nói gì hết họ nói 2 phòng ngủ thì các bạn sẽ nhớ hiểu nhầm, sẽ hiểu đúng là một phòng ngủ riêng biệt và một phòng khách. Vì thế chúng ta để cho an toàn chúng ta phải gia đình mà có từ hai con hay gia đình có 2 con ha thì chúng ta phải căn hộ 3 phòng ngủ 3 phòng ngủ ha. Ví dụ còn nếu mà chúng ta chỉ có vợ chồng không thì chúng ta 2 phòng ngủ là gồm có 1 phòng khách và 1 phòng ngủ riêng biệt, còn có 2 con thì chúng ta là 1 phòng khách, 1 phòng ngủ cho con và 1 phòng ngủ cho cha cho chúng ta cho vợ chồng thì chúng ta 3 phòng ngủ ha. Đó thì ở đây nó có nhiều cái mục khác thì chúng ta thằng lớn chúng ta không chọn, chúng ta chỉ chọn cái căn hộ ha. Đó, căn hộ chỉ căn hộ 2 phòng ngủ thôi. Còn nhà phố nhà đồ thay đây những ngôi nhà đây này
là dorm này, trong này thế nào dorm là chúng ta mục đích chúng ta chọn căn hộ thôi, tại căn hộ nó tiện lắm, ra vô nó mọi thứ có sẵn hết rồi. Dưới cũng có đầy đủ tiện nghi, cũng giống như căn hộ Việt Nam đó, nhưng mà nó không có quản lý khắt khe như ở Việt Nam. Ở đây thì người dân tự quản lý là chính, khi có sự cố gì chúng ta có điện thoại để ta liên hệ thôi, chứ không có ra vào được ngăn cản bằng mật mã này kia hết rồi, bằng thẻ từ riêng hết rồi, nên là không có kiểm soát như ở Việt Nam đâu. Nó nên là sống ở chung cư ở đây sướng lắm, cách âm cách nhiệt đồ tiện lợi luôn, và không khí ở trên cao trong lành nữa, nó tuyệt vời ha. Còn những anh chị nào ở thường xuyên ở nhà đơn rồi quen rồi á, thì chúng ta cũng có thể tìm nhà đơn được, ở trung tâm này có nhà đơn luôn, nhưng mà nó hơi cách biệt, nó không nó hơi cách biệt, và nó có nghĩa là nó nằm ở một vùng riêng, một dãy nhà nhà đơn đó, nhưng mà giá hơi cao ha, phải ước lượng là trên 1.000 euro hết, 1.000 đến 1.500 euro một tháng. Còn nếu như anh chị nào mới qua mà chi phí ít ỏi như mình á, chi phí tầm trung như mình á, thì ước lượng mỗi tháng cho tầm dưới 800 euro trở lại á, dưới 800 euro trở lại thì chúng ta nên chọn căn hộ ha. Cái từ 500 đến 800 là chúng ta nên ở căn hộ là full đó, gồm có bao gồm có năng lượng, internet, tivi đầy luôn luôn, năng lượng gồm có sưởi ấm rồi này kia rồi ga rồi đó, thì chúng ta chọn ha. Thì cái mức phí mà anh dự định bỏ ra thì chúng ta sẽ chọn đó, chúng ta chọn thuê ha. Thì nếu tiếng Slovak thì chúng ta sẽ để một cái từ khác, mình chưa có kinh nghiệm về tiếng Slovak nên mình không có nhớ từ đó từ gì, nhưng mà chúng ta đó đó thuê rồi xong rồi chúng ta thêm cái vùng, ví dụ như ở quận nhất, quận 2, quận 3 này mình tìm rất nhiều này, trước đây mình tìm rất nhiều thằng Bezinov có luôn, đó là quận này, rồi quận 2 Rizhnov, Racha rất nhiều luôn. Thì mục tiêu mà ví dụ như mình sẽ hướng dẫn cho mình Bestrauka để chứ hả, là khu vực mình ở, mình nhập vô Bestrauka ha, rồi xác nhận xong rồi nó có 48 căn là không, nếu chúng ta tìm cái video mà những căn nào có video nữa thì nó sẽ giảm xuống rất nhiều ha, nên chúng ta đừng có chọn video ít căn lắm, khi nó có thì chúng ta xem thôi, thì đừng có chọn cho nó ít căn hộ lắm đó các bạn xem. Thì các bạn vô đây nghĩa nghĩa hết tất cả những cái căn mà họ đăng, điều quan trọng nhất là chúng ta phải để ý cái địa chỉ, địa chỉ đầu tiên, tại vì để chúng ta phải có cái địa chỉ, sợ cái địa chỉ trước đã, coi nó phù hợp với khu vực của chúng ta, giống như cách tìm tìm nhà, tìm cái địa chỉ trên kia, giống như cái cách tìm mà của video lần trước mình chỉ cho cái đó nhận ngân hàng á, mình đi tìm đường tới Hallstatt của Áo để du lịch, nhưng cuối cùng mình không chọn Hallstatt mà mình đi Cộng hòa Séc vào tuần tới. Thì bây giờ mình nhập địa chỉ vô, mình lấy cái địa chỉ là Kaufland vừa rồi đi, Kaufland vừa rồi là mẫu ha, đó, Kaufland vừa rồi là mẫu để biết cái căn hộ nó xa gần cái Kaufland để mình lựa chọn ha, mình tập trung ở siêu thị để cho tiện, thời gian đầu mình tập trung ở siêu thị, rồi quanh có khu vực này là trường học nữa, lát mình sẽ chỉ cho các check một số trường học gần khu vực nữa, khu vực này là trường học nhiều lắm khỏi lo ha. Đó, rồi thì Copland lại làm mẫu ha. Sau đó chúng ta tìm thêm một cái địa điểm trường học nữa. Ví dụ trường học. Đây. Trường học lớn ở đây mà phần lớn trước kia người Việt mình ở đây cũng học ở đây nhiều ha. Đó, chúng ta xem này. Vị trí. Đó, trường học ở đây. Trường học khá bự, khảo sát mình có khảo sát ở video khảo sát thì mình có đăng ở đó. Mình có đăng khảo sát trường học. Mà mình sắp tới mình sẽ chia sẻ thêm cái vụ trường học này, để khi tháng 8 tháng 9 con mình đi học xong rồi mình sẽ làm video chuyên về trường học á, cách xin trường học sao ha. Tạm thời mình chỉ ví dụ cho một cái trường học mẫu này thôi, còn nhiều trường học khác nữa, nhưng trường học này là người Việt người ta trước giờ người ta học ở đây nhiều, nên là thầy cô cũng có kinh nghiệm dạy cho người Việt rồi. Những người Việt mà ở người ta cha mẹ người ta ở từ năm bảy mấy tới giờ á, người ta nuôi con người ta lớn học từ đây và trưởng thành, người ta đã ra trường đi làm hết rồi. Đó, thì người ta chia sẻ mình cái trường này thì mình đã lưu lưu lại cái trường này, và vì thế mục đích mình tìm cái nhà ở gần Copland và gần trường luôn, thì mình ở khu vực mình ở gần đây, mình tới Copland 400 km, tới trường học này là khoảng cỡ một cây số đó, nhà nó tiện. Thì đó, thì các bạn thấy thêm cái địa chỉ nhà này cực kỳ xa, căn này quá xa, vì thế chúng ta loại ra khỏi danh sách, chúng ta phải tìm cái nào đó nó bằng khu vực này để chia hai đoạn đường đi siêu thị và đi trường học nó tựa như nhau, để khi mà trong hai vợ chồng mình sẽ có người về Việt Nam á, thì lúc đó chúng ta sẽ bất tiện cho việc là
là một trong hai người lại không biết lái xe thì rất khó có thể dẫn con đi học, khó chở con đi học. Đi xe buýt thì ở đoạn gần á, bình thường mình đi một cây số, nhưng đi xe buýt là mình sẽ đi rất nhiều tuyến và thời gian cấp thể double cao hơn nhiều so với đi bộ, nên chúng ta phải chọn đường đi bộ. Chứ đi xe buýt thì chúng ta chỉ đi nhiều nhiều trạm lắm, trạm này dừng để chờ bao nhiêu phút mới có trạm có xe buýt tới rồi đi, để chờ lâu lắm nên là sẽ dễ bị trễ học và bất tiện di chuyển, nên là chúng ta nên kiếm đường đi bộ. Sau đó có xe chúng ta sẽ đi xe, nhưng cũng phải bắt cúp là trường hợp một trong hai người đi về Hà Nội, đi về Hồ Chí Minh hoặc là về Việt Nam để mà lo cái sự công việc bên đó, bắt có nghĩa là bắt khả kháng phải về, thì một người ở đây phải có thể tự có thể đi siêu thị được, tự có thể dẫn con đi học được bằng đi bằng bằng đôi chân của mình ha, không phải là đi xe, không phải là xe bus hoặc là đón taxi hoài thì cũng không tiện, gần quá đón taxi cũng bất tiện lắm ha, người ta sẽ không chở đâu, và có con nít người ta sẽ không chở nên không có tiện. Đi xe buýt thì chúng ta có thể đi có con nít được, nhưng mà đi xe taxi thì rất ít có con nít, nó chở nít ra nó không nhận chở nít ra tại nó không có ghế con nít nên họ không có chở, vì thế chúng ta không đi được. Rồi thì cái căn hộ này chúng ta sẽ bỏ ra ha, nó không phù hợp, để mất thời giờ khỏi coi nữa, coi hình ảnh này kia thích ghiền rồi mà cả địa chỉ xa là bất tiện lắm. Rồi bỏ ra. Rồi tiếp theo chúng ta có thể làm nhanh hơn nữa là chúng ta đầu tiên chúng ta nghĩa 60m, nhỏ quá, 60m, 66m cũng nhỏ quá này, từ bit nè các bạn xem này, bit này đó là căn hộ đó. Đó làm ra được, để chúng ta dịch ra tiếng Việt này. Rồi căn hộ 3 phòng ngủ ha, 3 phòng ngủ đúng ok rồi, nhưng mà 66m nhỏ quá, 69m cũng nhỏ quá, không có tiện. Rồi nếu mà 69m cũng có thể chấp nhận được, nếu bạn các bạn chấp nhận được thì các bạn có thể tra dùng địa chỉ này ha, để tra phải đúng. Rồi các bạn xem trường học đây, Copland đây, chỗ ở nằm đây đó. Thì tổng hành trình từ chỗ này tới chỗ ở này là khoảng cỡ đó, là 3,5 km, 3,5 km ha. Ok, nó cũng tạm tạm thôi chứ cũng hơi xa, từ đây đến tới trường học thì hơi xa, đã trường học hơi xa. Chúng ta phải kiếm ở cái khu này, là cái khu bên này cũng nên ít ở, cái khu này cũng hơi bị xô bồ lắm, chúng ta nên ở khu bên này thôi, ở khu bên cái đường kênh này này, ở bên này là cây cối xanh tươi mát mẻ và ít xô bồ hơn, yên bình hơn, ở bên này thì hơi xô bồ một chút. Này chỗ căn này cũng không được luôn, không phù hợp luôn, chúng ta loại ra luôn đi cho nó giảm bớt thời gian. Đó 72 m² được này, đó 520 euro tháng này ha. Đó, có tầm mà có thờ dưới 700 thì được ha. Dưới 700 là được, dưới 700 là gồm có chơi điện nước, nghĩ là có tiện nghi rồi, có cộng thêm cái số này là sẽ thường xuyên người ta chưa cộng thêm cái năng lượng ha. Nên là ta nên tìm nhà là dưới 700 là tốt hơn, sau đó cộng thêm năng lượng trăm mấy nữa. Đó, là vừa cho đủ 800 ha, hạn mức là 800 cái gì vậy. Ví dụ căn này thử tìm thử căn này ha. Chúng ta có thể copy địa chỉ ở ngoài trước, chúng ta kiểm tra. Ở căn này không có rồi, mấy căn đỏ này là không có rồi, cũ rồi, bỏ luôn. 85 m², 800 euro tháng. Con này không biết là có kèm năng lượng chưa, nhưng mà chúng ta tìm cái địa chỉ trước đi đây, sợ nó sẽ là xa ha, không có đúng với cái mong muốn của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ không mất công mất giờ. Ồ xa lắm, khu này này nằm lúc qua này rồi, xa lắm, tới 6 mấy cây số là không tiện cho việc đi bộ ha. 70 m, 7,5 m, căn này cũng xa, căn này 7,5 m chẳng hơi cao quá. Nếu có cái năng lượng rồi thì ok, mà chưa có năng lượng thì hơi cao, tại có nhiều nhà người ta cập nhật luôn cái chi phí năng lượng, có nhiều cái thì chưa có chi phí năng lượng. 43 cây số, ô nằm ở hướng này luôn, xa quá.
Đa qua Copland cũng được, đoạn này cũng được đó. Đa qua Copland để xem mình coi thử coi, thì mình sẽ bỏ cái này ra đi. Đa qua Copland là 1,9 cây số này ha, nhưng mà nằm ở khu vực hướng mà về bên này cũng xô bồ này. Rồi từ đây qua hướng này có thể được, ok hướng này có được, hướng này hình như khu này mình chưa qua, mình chưa đi qua khu này, mình chỉ đi qua hết cái khu này, riêng cái khu này thì mình chưa đi qua. Khu này chưa coi, chưa qua nên mình chưa biết cái khu này như thế nào, vùng miền Nam mình chưa đi ha. Rồi rồi đó Copland, thử cái trường học thử coi, trường học cấp 1 cấp 2 ha, là đây ha, nằm đây luôn ha. Nên là chúng ta nếu ai ở một địa định ở Pestalka giống như mình đấy thì cái trường này, còn không thì các bạn sẽ tự liên tìm những cái trường lân cận khác để các bạn nghiên cứu, thì cái tìm trường thì sau này mình sẽ chỉ video khác ha. 2 km à, cũng 2 km thì hơi bị, trẻ nhỏ họ đi bộ hơi bị đuối á. 2 km bên này đi bên này nữa cũng 2 km nữa, chia hai cũng hơi bị xa, tạm thôi chứ hơi bị xa ha, hơi bị xa. Nhưng chúng ta vô xem qua là 750 ngàn năng lượng chưa, rồi là chưa có năng lượng rồi, nếu có nó sẽ kèm như này ha, chưa có thì nó để như này, nó yêu cầu như này. Chúng ta xem chi tiết ra đây. À, bao gồm 750 gồm năng lượng này, dịch ra chúng ta dịch sẽ coi coi. Bao gồm tiền điện nước này ha. Gồm năng lượng rồi. Từ 15 tháng 7 là bắt đầu cho thuê này. Nó là mới gì đang gần đây đó. Đấy. Tiền thuê nhà, tiền đặt cọc và số tiền là 750 và một khoa hồng. Nó hòa nó có nghĩa chúng ta tốn mất 1 tháng tiền nhà cho bên môi giới nữa, nó khác Việt Nam ha. Bên này phần lớn là người thuê sẽ trả tiền môi giới 1 tháng tiền nhà cho người môi giới. Có nhà dễ thương thì họ sẽ share 50 50 ha, chúng ta 50%, họ 50%. Thì ví dụ căn nhà này mình cho thuê thì tiền hoa hồng mình là share với chủ. Rất ít căn nhà được có chức năng đó ha. May mắn thì sẽ có, mà không có thì không có, thì chúng ta phải trả thêm 1 tháng tiền nhà nữa. Này cũng hơi hơi căng ha. Ở đây nó không để cái nội dung luôn, trên đúng là nó để luôn cái nội dung trên này là bao gồm năng lượng rồi, nó thiếu một dòng này. Tesco Pila này được 750 gồm năng lượng luôn nữa, ok. Hiện tại căn của mình bên thuê là 650 à, 70 mấy mét vuông, 72 với 3 mét vuông vậy đó, 650. Vài tháng nữa họ lắp cho mình cái máy rửa chén với gắn thêm nhiều sofa rồi này kia, lắp cho mình tivi từ vọt đó, đầy đủ rồi đó. Thì họ lái lên là sau 4 tháng họ lái thêm là thành 50 đô nữa, thành là 700, 700 ơ 1 tháng ha, 700 ơ 1 tháng. Cái này thì 700 nữa ok cũng được, khu này cũng được, mà chỉ có cái bất tiện cái là đi xa 2 cây số tới trường học và 2 cây số tới siêu thị ha. Sau đó chúng ta lại nghĩa được thêm với nhà cửa, những bố trí có gì giường được thì các anh chị là cái đã đủ kinh nghiệm để hiểu mấy cái này rồi, thì mình sẽ không giải thích nhiều ha. Tùy nhu cầu của từng người sẽ coi xem bếp như thế nào, bếp phải đủ rộng mới được, bếp một bồn nước cái này bất tiện lắm, một bồn nước thế này phải có máy rửa chén, không có máy rửa chén là bó tay ha. Hiện tại mình đang sống ở căn hộ thế này là chỉ có một bồn nước như thế này và một bồn để rửa chén dĩa thế này, và bên này hẹp quá, đây lò sưởi lò là lò nướng rồi, có lò nướng với bếp ga rồi, nhưng mà hẹp quá chúng ta sẽ không có thể để có chỗ để mà chứa hết cái tất cả nồi cơm chén dĩa mà chúng ta ăn xong để chúng ta rửa miệng tay. Nó bất tiện nên mình phải rửa từng cái cực lâu và thao rất rất hao cái phụ kiện cho nó ha, nước rửa chén này kia cực kỳ hao ha, không tiện. Nếu phải bắt buộc phải có máy rửa chén, hiện tại thì máy chén mình nó chưa họ chưa lắp, họ sẽ cần thêm thời gian nữa họ mới lắp cho mình, tại mình đi thêm mà cần thời gian nữa. Tủ lạnh thì ok cũng 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 tạm ổn này, tạm bỡ, đủ á. Ở đây phần lớn rửa chén hết bằng máy rửa chén hết. Đó, thì cái này hình ảnh cũng ít quá, cũng không có khó khó mà để chúng ta để nhận xét được. Đó, thì ví dụ như căn này đi, chúng ta chọn căn này đi, thì chúng ta sẽ view cái số điện thoại đây,
đó, và cái thông tin liên hệ email cho họ. Thì chúng ta sẽ dùng cái số điện thoại này. Ở bên này chúng ta có số điện thoại giống như điện thoại Việt Nam chứ khác, bao gồm 421 thôi ha, dãy số điện thoại giống như Việt Nam 10 số vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái này, chúng ta soạn cái nội dung, đây là nội dung của mình soạn sẵn. Mình soạn sẵn trên này để mình send cho mấy chục căn nhà, mình send khoảng 20-30 căn nhà vậy đó, là trong thời gian 10 ngày, 7 tuần, 7 ngày đến 10 ngày, send mấy chục căn, chỉ có vài căn phản hồi thôi là họ cho người nước ngoài thuê đó. Cho người nước ngoài thuê chỉ một vài căn thôi nha, một hai căn thôi nha, mình send tới 20-30 căn mà chỉ có một hai căn cho người nước ngoài thuê thôi nha. Thì nó cũng là họ cũng hơi không thích cho người nước ngoài thuê, nói chung là người châu Á chúng ta, người Trung Quốc và người Việt Nam, hai người mà ít cho thuê nhất. Tại bên này có nhiều cái phớt về những người châu Á chúng ta ở, nó gọi là hơi phá nhà nhiều quá, chưa thói quen Việt Nam là cứ khoan đục rồi ở, rồi hơi bị đi làm bận bộn quá về không có dọn nhà đó, nên hơi bị bẩn dơ đó, nên là cũng có nhiều cái ảnh hưởng. Nên là người ta ít chắc cho người nước ngoài thuê. Và cái khó khăn nữa là chúng ta có con nít cực kỳ phá nhà, với con nít vẽ tứ tung khắp tường nha. Đó, con nít nên là họ sẽ thường là họ sẽ không cho thuê. Và thứ khó khăn thứ ba nữa là có thú nuôi, có thú nuôi là cực kỳ lông lá rồi kia rồi dơ bẩn lắm, nên người ta có không cho đó. Thứ nhất là từ chối người nước ngoài, thứ hai từ chối con nít, thứ ba từ chối thực vật nuôi, là ba cái thứ đó họ từ chối. Nên là chúng ta khả năng chúng ta chỉ tìm được một cái nhà để cho gia đình người Việt chúng ta ở thì cực kỳ khó, phải may mắn lắm chúng ta được mấy căn tìm được nhà. Vì thế mình đã gửi tin nhắn này hết cho tất cả các căn mình thấy phù hợp, tại vì mình muốn thuê được nhà thì bắt buộc mình phải chấp nhận thôi, mình gửi sạch đi hết rồi, ai đồng ý thì họ sẽ gửi tin nhắn lại. Thì nội dung này mình sẽ soạn, mình copy, mình gửi, mình chỉ thay đổi cái đường link này thôi, cứ gặp cái căn hộ nào pass đường link này vô, mình send nguyên cái nội dung qua SMS cho người ta đó. Qua SMS message cho người ta vô số điện thoại này. Xong rồi á, nếu các bạn sợ tốn cái tiền mà gửi điện thoại nhiều quá thì mình có thể send email, mà thường email không ai phản hồi ha, mình send email mà có ít phản hồi lắm. Nhưng mà một số người thì chúng ta tiết kiệm, ban đầu chúng ta có thể send email, chúng ta send email cái tầm vài giờ sau á, mà người ta thấy không không check email á, không trả lời á, thì chúng ta tiếp tục gửi tin nhắn, chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí gửi tin nhắn ha. Tại do mình đăng ký cái gói nhà mạng tin nhắn giới hạn là full limit, unlimited luôn, thì mình xem dễ, còn không là chúng ta tốn nhiều tiền lắm ha. Họ để cái nội dung thế này là mặc định, nhưng mà chúng ta sẽ pass cái nội dung chúng ta vô, chúng ta pass cái nội dung chúng ta vô ha. Đó rồi, đây chúng ta pass cái nội dung chúng ta vô, xong rồi chúng ta copy cái đường link này, chúng ta thay thế cái chỗ này vô. Tại chúng ta phải dùng siêu âm tiếng Anh thôi, chúng ta dùng dùng cái lời chào bằng tiếng cho nó lịch sự, Dobrý deň ha, lời chào Dobrý deň, và chakriam là thank you á, nó nghĩa là thank you á, còn này có nghĩa là chào buổi chiều ấy, câu câu chào đầu đầu môi á, đầu môi là vậy, nhưng mà thường xuyên là nó dùng cho buổi chiều. Còn Dobré ráno là buổi sáng, bây giờ Dobré večer là buổi tối chẳng hạn, đó cái gì vậy, chia ra, nhưng mà hai cái đầu môi cái hàng xóm chào nhau là Dobrý deň, vậy thà để cho chào để nhà xem cho người ta. Thì khi họ đồng ý họ sẽ phản hồi chúng ta, và họ hẹn cái ngày đi xem, ngày giờ đi xem ha. Ở đây cực kỳ đúng chính xác giờ giấc, nên các bạn thận trọng ha. Khi ngày giờ đi xem rồi thì lúc đó chúng ta sẽ nhờ một người Việt biết được tiếng Slovak, phải biết tiếng Slovak nha các bạn. Tại vì những người cho thuê nhà ở đây tiếng Anh họ cũng chỉ ba đồng ba cọc, họ cũng giống chúng ta thôi, họ cũng phải dùng Google, họ translate, họ đi giao tiếp chúng ta. Có nhiều người nói tiếng Anh rất sành, nhưng có nhiều người thì nói họ rất ít tiếng Anh, họ cũng phải dùng translate hoặc là họ nói khó nghe lắm. Nên chúng ta phải cần một người Việt, các bạn cần người Việt mà nói tiếng Slovak để làm việc đó, thì cứ liên hệ với mình. Mình đã từng liên hệ rất nhiều người Việt ở đây, họ giúp mình làm chuyện đó. Thì hiện tại mình đã có một hai người rất nhiệt tình, họ giải quyết hết mọi vấn đề thế này, họ tính thêm phí hợp đồng, chắc hợp đồng rồi thuê nhà này kia, họ tất nhiên phải tốn phí ha, các bạn phải tốn phí một lần thuê nhà hay thằng mua xe thì các bạn phải tốn từ 100 đến 200 ơ, trăm ơ. Nếu các bạn mất nhiều thời gian hơn
chắc nhiều nhiều hơn, nhiều nhà hơn, xem nhà nhiều hơn, thì các bạn phải tốn từ hết hành trình đó phải vài trăm euro ha. Là chuyện bình thường, chúng ta phải mất số tiền đó để cho việc chúng ta sẽ ký hợp đồng mà không bị hố, cũng như deal với chủ nhà nhiều thứ, ví dụ mua thêm cái này bỏ bớt cái kia và nói chuyện một cách thân thiện để cho họ người Việt nói tiếng tiếng Slovak rồi tới giao dịch với họ nói chuyện họ thì họ chắc hài lòng, họ nghĩ là người này cũng có quen biết cái người Việt mà đã từng sống ở đây lâu đời đã có tiếng này kia thì họ cũng sẽ dễ chịu với mình hơn, giao tiếp thân thiện hơn và cái khả năng chấp nhận của họ với mình sẽ cao hơn. Đầu tiên là thường xuyên là chúng ta gửi tin nhắn cho mấy người này, đây là mấy người môi giới thôi, họ phải liên hệ với chủ nhà, cần thời gian phải 3 tiếng đến 6 tiếng để họ liên hệ chủ nhà rồi họ mới trả lời mình. Thì vì thế mình gửi email hay gửi tin nhắn thì chúng ta phải cố gắng khi nhận được 24 giờ đi họ phản hồi, họ không phản hồi có nghĩa là chủ nhà cũng không đồng ý và họ lại họ kiếm lời lắm, ở đây họ kiếm lời đó, không có dài dòng giống như ở Việt Nam ha. Việt Nam mà chúng ta mà có lộ một cái tin nhắn, gửi tin nhắn hỏi hỏi nhà ở cửa là nó gửi tin nhắn chào mời chúng ta suốt, nào tôi có căn hài tương tự, tôi có căn kia tương tự, tôi có này, ở đây thì never ha. Ở đây không có, send một tin nhắn không đồng ý im luôn, không trả lời, đồng ý thì họ sẽ nói hẹn giờ gặp, còn nếu họ không đồng ý thì có nhiều người người ta gửi tin nhắn là not available đó, rồi for children for gì đó trả lời for children for kids for foreigner gì đó, bây giờ trả lời một câu ngắn gọn và xong và họ không chào mời, không liên hệ, không chào mời chúng ta bất kỳ, tại vì luật bên này sẽ ban quảng cáo hay này kia mà làm phiền người khác á, thì có luật riêng, có luật xử phạt riêng, nên là họ rất cực kỳ rất tế nhị chuyện đó ha. Nếu các bạn đừng lo cái chuyện mà dùng số thật số ảo gì để gửi spam hay để gửi vậy đó, chúng ta nhu cầu chúng ta có send ta, người ta sẽ không chào mời quảng cáo gì chúng ta đâu, đừng lo đó, nó khác, chứ có sự khác biệt vậy ha đó. Các bạn tìm cho kỹ, tại khi mà chúng ta tìm được cái khu vực thế này và chúng ta so sánh được trường học, nơi ở, điện nước và những cái khu lân cận, khi chúng ta có được nhà chúng ta phải tra lại hết cái khu lân cận, ưu điểm của mua sắm này kia thế nào, như mình đã hướng dẫn video trước ha, các bạn lục lại video trước các bạn xem để chúng ta xem được là tìm những cái địa thế, chúng ta cần địa thế thế nào và tìm nhà thế nào cho nó phù hợp như vậy đó. Căn này không phù hợp thì chúng ta sẽ tìm căn khác, ví dụ vậy thôi. Này, thử này. Các bạn làm tương tự cho những khu vực khác ha. Các bạn không thích ở Bystrovka thì các bạn có thể tìm qua khu vực khác. Tại khu vực khác mình chưa có tìm nhà kiểu đó, mình chưa có rành, nên là mình chỉ hướng dẫn ở cái vùng mà mình đã từng có kinh nghiệm thôi. Sau đó các bạn sẽ làm cái tương tự lại ha. 3,3 cây số là cũng hơi xa ha. Áp dụng tương tự, cách làm cũng tương tự ha. 88 mét vuông này, ngon này. Nó có một cái khu vực mà chuyên cho dành cho người theo đạo á, nên phần lớn là họ từ chối những người ngoài như mình vô ha, rất khó xin. Không sao lắm, sao lắm. Mình tìm cũng phát mắc 3 tuần mới có được nhà ở đó. gần tháng luôn đó, tính ra cả tháng, tính cái ngày nhận nhà luôn á, tìm xong là hơn 3 tuần tới ngày nhận nhà là đúng tròn 1 tháng luôn á. Đây này, Shevchenkova này, đây là khu này, là khu mà mình ở đang ở này, khu này Shevchenkova, chứ khác nhau là chỗ nào Shevchenkova, Shevchenkova 1 hay là mười mấy tùy chỗ ha. Đó, nhưng mà 6,5 là đúng này, mình cũng thuê tầm 6,5 đó, để coi xem qua nó nằm, tại nó chưa chính xác là Shevchenkova là nằm ở đoạn nào, nằm ở đoạn 1, 2, 3, 4 gì đó, nó nằm ở khoát đoạn thì chúng ta sẽ chênh lệch cái vị trí ha, nhưng mà nói chung là sẽ gần, địa chỉ này cực kỳ gần rồi đó, chính là cái địa chỉ mà mình đang ở đây. Rồi các bạn xem ha, rồi đây đó, đây chính là cái khu vực mình đang ở đây đó. Vòng vòng khu vực này là Shevchenkova ha. Rồi, rồi tuyệt vời ha. Trường học là thêm Coughlin. Rồi các bạn xem, chúng ta phải chuyển cái này lên này mới đúng này. Đó, trường học
từ nhà mình này đi tới trường học đây, từ đây đi Copland, thấy không? Chúng ta bỏ Copland ra thì chúng ta đi trường học là khoảng tầm, để coi, đúng, phải đi bộ mới đúng, 1,6 km này, 1,7 km. Thì tùy cái đây là đoạn đường nó khác, nó nào đầu đoạn này, còn nếu mình ở Susankova nằm ở ở khác ở khu vực gần hơn nữa. Tùy cái vị trí mà chúng ta ở trên cái đoạn đường này, ở không biết là ở từ 1 tới 10 mấy, 2 mấy gì đó, Susankova 1 tới 2 mấy gì đó, mà nếu chúng ta ở gần được khu vực này thì chúng ta sẽ giảm được kích thước tới trường, giảm được cái đoạn đường tới trường ha, tầm 1 ký, 1 cây số đến 1 cây số 2, cây số 4 gì đó tùy vị trí ha. Mình ở thì nó nằm đây tầm có 1 cây 2, cây 2, cây 4 gì đó, cây 2, cây 4, cây số 4 gì đó, đi bộ qua. Đi bộ lên tới trường học ha. Thời gian còn lại thì mình đi bộ ra qua đây. Đi bộ qua đây có đi siêu thị. Thì nếu chúng ta gần hơn trường học thì càng tốt, tại vì siêu thị chúng ta có thể đi cả tuần. Nhưng mà ở trường học chúng ta sẽ đi nhiều hơn, ngày nào cũng phải đi dẫn con đi học hết, nên là chúng ta cần trường học gần hơn thì cái căn này rất phù hợp ha. Rất phù hợp. Copland. Rồi ok, Copland rồi. Rất phù hợp ha. Rồi chúng ta vô xem thử hình ảnh thôi. View rồi đẹp á. Nhìn thấy view này là phê rồi này. Các bạn xem mà ở khu mà mình ở là cây xanh như thế này không đó, thích lắm. Nhưng mà mùa hè thì lạnh, mát lạnh luôn á, không biết mùa đông thì lạnh cỡ nào. Được cái mùa hè thì mát lạnh vậy đó, nhưng mà rơi mùa đông mà là nó là lạnh teo bri luôn á. Để mình ở mùa đông thử mình xem ra sao ha. Được á, bố ồ, đèn nhiều quá ha, gỗ đồ nhìn thấy cũng dễ thương á. Tâm nhà cũng đẹp á. Toilet cũng giống mình nè. Toilet đây nó không có cái vòi rửa lít ha. Chúng ta phải cần mua ở Việt Nam sẵn, chúng ta mang qua. Mua sẵn chữ T và thêm một cái đồ xịt, vòi xịt theo. Và chúng ta qua đây chúng ta xin chủ nhà để chúng ta lắp ha. Xin họ mới được phép lắp ha. Cái thế này là giống trệt cái thế của nhà mình ở luôn á. Cái cách ô tủ điện nằm đây luôn, mọi thứ giống trệt ha. Chủ nhà nó xây dựng nó tự tựa nhau. Ok. Được, căn này ấm cúng nè. Ok, căn này mình duyệt ha. Căn này được, ok nè. Xem coi là cái diện tích nữa. Đấy, 3 mét vuông, ok. Thêm 150 năng lượng nữa nè. 650 năng lượng, trời cũng nặng ha. Vậy là căn này hơi bị đắt. Hơi bị đắt đó. Lên tới maximum luôn là thành 800 rồi. 800 rồi. Nè, available là 1.9 nè. Chúng ta xem qua nó họ có từ chối người nước ngoài, người nước Việt không? Họ sẽ nói trong này có nhiều người họ nói luôn ha. Rồi, gần văn phòng thuế. Nè. Đó, này này họ mô tả luôn nè. Có hai phòng riêng biệt đó thấy không? Không? Nè, phòng khách riêng thấy không? Đó, căn này họ mô tả rõ ràng luôn, để cho có thể là họ mô tả dài lại để họ diễn tả cho người nước ngoài thuê đó. Chứ còn thường ra là những họ sẽ mô tả kiểu khác. Nè. Tesco, nhà hàng, mẫu giáo, Copland, Terno, Lead, nhà hàng, quán cà phê, trường học, trẻ nhỏ, nhà trẻ này. Nè, vài phút đến ga xe lửa này, vậy là nằm ở hướng Bestoka, ở hướng lên kia rồi, hướng về ga xe lửa, hướng cửa Vinagate, nên là hướng trên đó rồi. Thì hướng đó thì đi trường tới trường nó sẽ xa hơn tí. Hướng đó thì đi trường xa hơn tí, có thể lên cây số 6, 1,6 km, thành 1,8 km, chứ không còn là 1,2 km nữa.
nhưng mà giá này cũng hơi cao rồi đó. Nhìn thấy được á, ok đó, nhưng mà giá hơi bị cao tí rồi. 800 thì chạm 800 thì hơi cao quá. Chúng ta căn của mình là thuê cái tầm 6 rưỡi trọn gói rồi, nên là khu này mà chắc nó gần trung tâm lên trên đó quá, nên là chúng ta bị giá hơi cao ha. Đó. Thì tương tự nếu chúng ta thích thì chúng ta có việc vì số điện thoại send message cho họ này, rồi những thông tin nhà send hết cho họ là chúng ta sẽ tìm được căn hộ ý như ý ha. Đó. Chúng ta phải kiên nhẫn rồi tìm xong rồi ngày cứ gửi bao nhiêu căn, gửi hết tất cả các căn sau họ sẽ đồng ý, họ sẽ send message chúng ta hẹn, chúng ta đặt lịch với người Việt Nam sống ở đây đi deal hợp đồng với chúng ta, rồi chúng ta deal lại những thông tin cần thiết. Các bạn để ý ha, họ có một số cái là chúng ta không nên để họ thời gian đầu, chúng ta nên ở sạch sẽ cẩn thận, tại vì thời gian đầu họ mỗi tháng họ tới check một lần, họ nói là sẽ check tới họ nhận tiền, hoặc là họ tới họ kiểm tra chúng ta ở sạch hay không, rồi có phá nhà của họ hay không, để người ta là đồng ý chúng ta tiếp tục hợp đồng hay là họ sẽ kết thúc hợp đồng với ta, nên chúng ta cẩn thận ha. Họ cho ở bao nhiêu người chúng ta ở bấy nhiêu người, chứ không được kỹ cho thêm những người khác vô, thì họ có thể check từ hàng sớm những thông tin khác để họ loại hợp đồng cho ta, nên chúng ta thận trọng ha. Chúng ta phải trung thực và chính xác, và chúng ta phải yên tĩnh, đừng có la lối. Ở đây là chúng ta la lối âm tầm này kia đủ thứ là coi chừng bị cảnh sát tới nhà ha. Cẩn thận, nên cái đây luật ở đây nó khác hoàn toàn, không giống với Việt Nam. Đó đây là cái hướng dẫn chi tiết cho các bạn tìm nhà để nhà cho thuê ở dài hạn. Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để đi xe buýt, đi lòng vòng trong Bratislava, và làm sao để mua vé xe buýt để đi ra khỏi nước Bratislava, ra khỏi Slovakia, ra khỏi Bratislava để đi tới Komosec, đi tới Áo chẳng hạn. Thì sắp tới mình có một chuyến hành trình dài 4 ngày 3 đêm đi từ Bratislava đi đến Prague ở Komosec, cũng như đi tới chợ Saba, trung tâm thương mại Saba ở Komosec, để đi chơi hè, du lịch hè, cũng như mừng sinh nhật của vợ mình ở tại đó. Nên là sắp tới mình sẽ làm video này, mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn các mẹo làm sao để đi được hành trình. Tại đây là lần đầu tiên mình cũng sẽ đi tới đó bằng những năng lực mình tự có, không có nhờ vào người Việt nào hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video lần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn.